Chào các bạn, mình là Nguyễn Hồng Phúc và ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng phần mềm Photoshop để tạo hiệu ứng lens flare. Thì lens flare là một cái dạng ánh sáng bị lóe sáng ở trong ống kính khi chúng ta chụp. Thông thường thì cái lóe sáng này thực ra nó là một cái lỗi của ống kính khi mà ánh sáng bị phản xạ lại ở trong ống kính. Tuy nhiên, trong một số trường hợp thích hợp thì chúng ta có thể lợi dụng cái này để mà chúng ta tăng tính nghệ thuật cho bức ảnh của chúng ta, hoặc là chúng ta làm cho bức ảnh chúng ta trông nó lung linh và nó gần gũi hơn. Thì ở đây chúng ta có rất nhiều cách để tạo lens flare, nhưng mà cái đầu tiên mà mình muốn giới thiệu là sử dụng filter lens flare có sẵn trong Photoshop. Đầu tiên là mình sẽ mở cái stock. Đây mình có hai stock, mình sẽ sử dụng stock này chưa ha. Ok, đây stock này đi. Rồi, để tạo được cái hiệu ứng lens flare, đầu tiên ta sẽ nhân đôi layer background bằng Ctrl J nha. Rồi tiếp tục vào filter render và chọn lens flare lại ha, filter render và lens flare, click vô và nó sẽ hiện ra chúng ta cái bảng này. Ở dưới cái lens type này thì nó có cái hình dạng của lens flare. Ở đây có hai cái mà chúng ta thường dùng là 35 và 50-300, mà thông thường nhất là 50-300 bởi vì chúng ta sẽ nhìn thấy cái hình dạng tròn tròn của nó. Rồi, các bạn sẽ click vào trong hình để chúng ta tạo click vào cái khu vực tạo ra nguồn sáng. Ở đây là khu vực này mình cảm thấy nó sáng nhất, mình click vào đây, mình click OK và nó sẽ tạo ra cái lens flare. Tuy nhiên, ví dụ như chúng ta muốn thay đổi hoặc là thay đổi vị trí của cái lens flare này thì chỉ làm như thế này thì sẽ không thể nào mà thay đổi vị trí của nó được. Thì ở đây mình có một cái cách là chúng ta cũng làm như các bước đầu tiên vừa rồi, đó là nhân đôi background vào filter render lens flare và chọn vị trí nguồn sáng. Nhưng sau đó bước tiếp theo các bạn bấm tổ hợp phím Alt Delete để chúng ta phủ lên nó một cái màu, sau đó bấm Ctrl Y để cho nó về màu đen. Hồi nãy là đang là màu trắng ha, thì Ctrl Y nó có tác dụng đảo ngược màu, đó là đang màu trắng, bấm Ctrl Y nó sẽ sang màu đen. Sau đó các bạn click vào filter và chọn ngay dòng lens flare ngay phía trên này, thì cái hoặc là bấm tổ phím Ctrl F. Thì cái này thì nó là một cái ứng dụng của Photoshop giúp cho chúng ta làm việc nó thao tác được nhanh hơn. Ở đây khi mình click vào lens flare thì nó sẽ tạo ra một cái lens flare in như mà bước đầu tiên mà chúng ta đã làm, đó là cùng một vị trí, cùng một cái lens type. Đây, mình click vào đây ha, các bạn cũng có thể bấm tổ phím Ctrl F, nó sẽ tạo ra như thế này. Sau đó các bạn bấm vào trong cái blending mode, các bạn chọn screen. Thì cái tác dụng của screen, bộ lọc screen này thì nó sẽ cho làm cho cái vùng màu đen nó biến mất hoàn toàn, chỉ để lại các thông tin những cái màu khác. Thì do đó là những cái nền đen này sẽ biến mất và để lại cho chúng ta cái lens flare. Thì ở đây chúng ta có thể thay đổi vị trí, thay đổi kích thước, thay đổi blur chẳng hạn. Ví dụ như ở đây mình muốn thêm blur, các bạn có thể chọn tiếp tục vào filter, vào cái layer và chọn filter blur, Gaussian blur và chọn một cái thông số tương đối thấp một xíu và click OK. Rồi, và là tương đối chúng ta xong một cái lens flare. Thì còn một cách, thay vì chúng ta sử dụng cái lens flare có sẵn của Photoshop thì ở đây mình sẽ gửi up lên và các bạn có thể click ở dưới cái link ở ngay phía dưới phần mô tả của video clip trên YouTube này, và các bạn sẽ thấy có một cái trong folder tải về nó sẽ có những cái lens flare đã có sẵn như thế này. Thì việc của chúng ta chỉ là kéo vào và sử dụng mà thôi. Ví dụ như ở đây mình muốn sử dụng cái này đi, mình sẽ cầm kéo thả vào trong cái hình ảnh mà mình muốn thêm cái hiệu ứng lens flare.
và resize lại cho nó đúng kích thước. À, cái stock lens flare mà mình share ở đây nó có cái cỡ rất lớn, do đó mà chúng ta có thể thoải mái sử dụng. Ok. Bạn bấm chuột muốn thay đổi, các bạn bấm cái chiều của nó, các bạn bấm control, bấm chuột phải và chọn flip horizontal thì cái này nó sẽ lật ngược theo hướng ngang. Ok, các bạn click enter, sau đó các bạn chuyển nó sang screen chúng ta đã có sẵn, chúng ta chỉ kéo. À, ở đây nó cái phông nền của mình nó tương đối sáng thành ra là không thấy. Rồi, ví dụ như thế, các bạn có thể đã có thể thấy được cái lens flare chúng ta đã thêm vào. Thì đó là một cách từ tia nắng mặt trời. Tuy nhiên, cũng có thể là cái chóe sáng đó xuất phát ra từ một cái nguồn sáng khác có công suất lớn, ví dụ như đèn. Ví dụ như ở đây mình đã tạo một cái biển quảng cáo một sản phẩm mới cho Honda, thì ở đây mình những cái xe này mình đã tạo cái lens flare cho nó, các bạn có thể để ý khi chụp mà chúng ta không có cái nguồn lens flare thì mình có thể thêm. Đó là từng phần mình đã làm. Cái dạng này các bạn có thể gặp rất nhiều ở trong những cái phim của Hollywood, ta sử dụng cái lens flare kiểu dải ngang rất nhiều. Trong cái này cũng có sẵn, mình đã sưu tập từ nguồn là PSD box, các bạn có thể tải về và add thêm vào. Ví dụ như ở đây mình muốn thêm cái này chẳng hạn, mình cũng cầm kéo vào. Và thay đổi nó một chút xíu để 30%. Như thế các bạn click để về screen, thấy vẫn lớn, để thu nhỏ nó lại, đại khái như thế. Rồi ok ha, tút này đến đây là kết thúc. Các bạn có thể kiểm tra lại cái PSD, xin lỗi, cái stock về lens flare đã có sẵn ở phía dưới, và cái stock mà mình sử dụng ngày hôm nay cũng có link sẵn ở phía dưới. Nếu các bạn thích thì có thể bấm like và subscribe cho mình. Xin cảm ơn.